lạnh thăng mì thì nghe đôn ngược đôn suối chứ thân sẫm mì ra đời chứ bay cho rách nổn rách tới chứ bay cho gầy chồng nó bề nôi chứ giữ thế đánh cái thăng mì rồi chứ tôi nghĩ cùng nực cười chứ thân sẫm mì ra đời chứ trục thế này hơn đuối chuối đăng mô cũng đàn mà trượt đăng nó cũng đàn quân dân mình mạnh nàng gánh long sủng đề cao nhằm đi chúng bộ nhau đàn ta mấy lưỡi lừa đàn ta cái lưỡi lừa ngại ngôi chi mà nọ chỗ rồi bữa hôm sau tháng ba chư thân mô đến tình nhà dân quân trà thạch hóa rơi khẩu súng trương đem ra cho đứng thằng dừa đất nha cho nhắm thằng trúc ác qua cho bắn nhịp một à nhịp ba bắn cho bò trượt rồi bò ta chứ một chiếc rồi hai ba chứ thân đít đuôi gầy cánh thân trọt đâu gầy cánh thằng tổng dôn cứ nói thành cho chết nết vần chưa thôi chứ bừa tháng bầy vừa rồi chân mò đến thạch ngọc nhà tôi chứ vác lửa chạy trên trời chứ lửa cứ rưng rực đằng đuối chứ mỏm thí vành lên trời chứ bay một đoàn ôi thôi chứ thân chuối ngay xuống dòng chờ thân trượt nhau xuống dòng thằng phi công nói lòng không hút cả áo đuôi lần là miêu cái kêu đoang như tàu bến lừa tiền khoáng như thân kiếp đàm kinh hoàng như vội tháo tấn ra biển chớ vội chạy búa ra biển kể ra con lắm chuyện xin nhắn xóm nhắn làng như nhắn kẻ lại người sáng như đừng có nghe dài đồn tham súng lên đàn sẵn sàng như hâm đao dọc đào ngang như du quỷ trời gầm vang như du thân sấm bay qua như cùng thua ta hết cả thua thân mình hết cả thân thầm kia cùng làm.